Tôn Ngộ Không rốt cuộc là ai? 6 bí mật của Tây Du Ký ít người hiểu thấu. Tôn Ngộ Không là một nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết Trường Thiên Tây Du Ký, một trong tứ đại danh tác cổ điển của Trung Hoa. Đó là câu chuyện về quá trình tu luyện của một người trên con đường viên mãn đắc đạo. Tôn Ngộ Không và Tâm Viên. Trong sách nhiều lần nhắc đến Tôn Ngộ Không là Tâm Viên. Tâm Viên nghĩa là lòng vượng, nhảy nhót không yên, cần phải quy chính. Đại Thánh trốn khỏi lò bát quái, 500 năm dưới núi Ngũ Hành Sơn định Tâm Viên. Khi Mỹ Hầu Vương thật giả đánh nhau lên trời xuống đất, chính là cuộc giao tranh giữa cái Tâm Viên và tâm tu hành của Tôn Ngộ Không. Đánh đến tận tòa bảo tọa của Như Lai Phật Tổ, Ngài nhìn thấy liền nói với mọi người: các ngươi đều là một lòng chân tu, hãy xem hai lòng kia đang tranh đấu với nhau. Một người còn nhiều tâm trong một thân thể thì tu thế nào đây? Thật ra Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Tăng, Bạch Long Mã, năm vị này hợp lại chính là một người. Họ chính là một lòng đồng thể cùng đến Tây Phương. Ngũ vị nhất thể. Đường Tăng là bản tính, thiền tính, chủ nhân của cái thân thể là thai phàm mất thịt. Tôn Ngộ Không tượng trưng cho cái tâm của Đường Tăng. Bạch Long Mã là ý chí, cũng chính là ý mã. Mộc Mẫu là chỉ Bát Giới. Mộc trong Ngũ Hành, Kim Công là chỉ Ngộ Không. Đối ứng giữa Mẫu, Cái và Công, Đực cũng chính là Âm và Dương. Âm Dương giao hòa, cần Thổ tương trợ là chỉ Sa Hòa Thượng, còn gọi là Hoàng Bà. Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới luôn tranh đấu, đố kỵ, xích mích với nhau. Đó chính là quá trình âm dương xung khắc trong tu luyện. Sa Hòa Thượng vai trò là người hòa giải, mãi về sau ba vị này mới hòa hợp với nhau. Đến cuối cùng, năm thánh thành Phật cũng bởi họ đã nhất lòng chân tu. Con đường lấy kinh chính là quá trình tu tâm. Tu thành chính quả là một quá trình tu tâm. Phật gia có một cách nói: Phật tại tâm trung, nghĩa là cần phải nhắm thẳng vào cái tâm mà tu mới có thể tu luyện thành Phật. Mỹ Hầu Vương trải qua biết bao muôn vàn khó khăn gian khổ, chính là để ngộ ra được chân pháp chân đạo trong tâm của mình. Chân pháp chân đạo ngay ở trong tâm. Khi Vân Du tầm sư học đạo, Ngộ Không tìm được Bồ Đề Tổ Sư ở trên núi. Phương Thốn, Linh Đài, Động Tà Nguyệt, Tam Tinh. Câu này nghĩa là chữ tâm. Tôn Ngộ Không theo Bồ Đề Tổ Sư tu đạo hơn 20 năm, tu thành Thái Ất Tạng Tiên. Nhưng tâm tính và ma luyện vượt quan, với Ngộ Không còn là một chặng đường dài. Một khi đã có bản sự, Tôn Ngộ Không lên trời xuống đất, được ban danh Tề Thiên Đại Thánh mà lòng chưa thỏa, làm đại náo thiên cung, bị Phật Tổ Như Lai hàng phục, đầy dưới núi Ngũ Hành. Trải qua 500 năm ấy, Ngộ Không cũng tỉnh ngộ, cúi đầu nói với Quan Âm Bồ Tát rằng: tôi đã biết lỗi, cúi xin Đấng Đại Từ Bi chỉ đường, từ nay tình nguyện tu hành. Từ đó Ngộ Không theo Đường Tăng thỉnh kinh, tu tâm phóng hạ chấp trước. Vượt qua trùng trùng ma nạn, từ một yêu tiên đã chứng đắc được quả vị Phật Đà. Cuối cùng Ngộ Không đã tìm được chân pháp chỉ đạo tu luyện ở ngay trong tâm. Định trụ lòng vượng, trừ bỏ mọi can nhiễu bên ngoài,
Trong hồi thứ 14 có viết: lòng vượng quy chính, sáu giặc mất tâm. Thầy trò gặp sáu tên giặc có tên: mắt thấy mừng, tai nghe giận, mũi ngửi thích, lưỡi nếm nghĩ, thân vốn lo, ý thấy muốn. Đây chính là lục căn. Con người thông qua thân thể và cảm quan để nhận biết thế giới. Cùng lúc cảm nhận là có sự quấy nhiễu đối với cái tâm. Từ đó sinh ra thất tình lục dục. Ngộ Không đã thấy được điểm này, bèn ra sức đánh chết chúng. Nào biết rằng như vậy chỉ loại bỏ được cái vỏ bề ngoài. Bị Đường Tăng trách mắng, Tôn Ngộ Không không chịu được bỏ đi. Bồ Tát ban cho Tam Tạng một chiếc vòng kim cô và bài Định Tâm Chân Ngôn. Từ đó mới quản được Ngộ Không lòng vượng này. Khi tâm đã định trụ, Tôn Ngộ Không thời thời khắc khắc nhắc nhở Đường Tăng: thân phàm mắt thịt phải làm chủ chính mình. Khi cái tâm được quy chính, can nhiễu bên ngoài tự nhiên sẽ không khởi tác dụng. Từ đó sẽ mắt nhìn thấy mà không vui, tai nghe thấy mà không giận, mũi ngửi thấy mà không yêu thích, lưỡi nếm mà không nghĩ tưởng, ý thấy mà không mong cầu, tấm thân cũng không cần lo nghĩ. Như vậy mới thực sự từ bỏ sáu giặc. Thu giữ ý mã, dứt bỏ cái tâm cuồng vọng. Có câu nói: tâm viên ý mã, lòng vượng ý ngựa. Sau khi lòng vượng quy chính rồi, thì ý ngựa nhất định phải thu hồi dây cương. Ngộ Không bản tính cao ngạo, thiên đình phong cho chức bậc mã ôn, chê nhỏ. Ở trong lòng bàn tay của Phật Tổ nhảy cân đậu vân, tưởng đã đến được nơi tận cùng của trời đất, thấy bản thân rất có bản sự. Kết quả của sự cuồng vọng, Tôn Ngộ Không bị đày dưới núi Ngũ Hành Sơn 500 năm. Đường Tăng nguyên vốn là Kim Thiền Tử, đệ tử thứ hai của Như Lai Phật Tổ. Bởi có tâm ngạo mạn, khinh mạn Phật Pháp mà bị đày xuống hạ giới, tu hành lại từ đầu. Những trắc trở và khó khăn gặp phải khi thu phục ý mã cũng là để trừ đi cái tâm tự đại, ngạo mạn của Đường Tăng và Ngộ Không. Người ta một khi có tâm ngạo mạn, mọi ngôn hành đều sẽ thể hiện ra cái tâm đó. Ngạo mạn thực chất là trong tâm có sự bất kính đối với thần Phật. Là một người tu luyện, điều cần làm chính là quản tốt cái tâm của mình. Con người ở trong mê mà không biết được rằng bản thân luôn nhận được sự trong nom của thần. Hết thảy những gì con người thế gian có được đều đến từ sự bảo hộ của thần Phật.